Thưa quý vị, thưa các bạn, đã từ lâu, mận là loại cây nông sản có giá trị kinh tế của bà con vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc. Tuy nhiên, với đặc tính mùa vụ ngắn, sản lượng tập trung lớn, nên việc tìm đầu ra cho sản phẩm là hết sức cần thiết. Đến thời điểm hiện tại, loại nông sản này đã chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Các đơn vị có liên quan đang tích cực triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản mận cho bà con vùng cao. Nằm ở trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, với những lợi thế về địa lý, Sơn La có diện tích tự nhiên trên 14.000 km², lớn thứ ba cả nước. Cùng với đó, Sơn La được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho hai cao nguyên là cao nguyên Mộc Châu và cao nguyên Nà Sản, với đất đai màu mỡ phì nhiêu, thuận lợi phát triển cây ăn quả. Đây chính là lợi thế giúp tỉnh vừa phát triển các loại cây trồng giá trị cao một cách tập trung, quy mô lớn, vừa đa dạng hóa những nông sản đặc trưng. Bên cạnh những mặt hàng nông sản như xoài, nhãn, thì cây mận cũng được biết đến là một loại cây ăn quả chủ lực của tỉnh, là sản phẩm đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 85.000 hecta cây ăn quả, sản lượng trên 450.000 tấn một năm, trong đó diện tích mận hậu trên 12.300 hecta, sản lượng gần 90.000 tấn một năm. Nhãn hiệu mận Sơn La đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ năm 2021 với một số sản phẩm chất lượng cao như mận Pu Nhi, huyện Sông Mã, mận Ruby, huyện Mộc Châu và mận Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Thời điểm này, các vùng trồng mận đang vào vụ thu hoạch, tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm cho người dân, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua và chế biến các sản phẩm khác từ mận như mứt mận, mận sấy dẻo, sấy khô, siro mận, vân vân. Với cái sản lượng rất là cao và cái giá thành là cũng rất là được giá, cho nên là bà con nhân dân trong vùng cũng rất phấn khởi để đầu tư vào hệ thống đường nước tưới ẩm rồi hệ thống giao thông, cũng như là để đầu tư chăm sóc và làm mận giải vụ, mận chín sớm rồi mận giữa vụ và mận cuối vụ. Bà con nhân dân rất là hứng khởi để chuyên sâu vào canh tác cũng như là phát triển cái diện tích cũng như là chất lượng của mận hậu đi lên cao, và chúng tôi đã làm ra được sản phẩm mận hậu Ruby, nghĩa là quả rất là to, chỉ vào khoảng 13 đến 15 quả trên một ký. Trong mùa mận, chúng tôi tăng cường các hoạt động xúc tiến, lồng ghép các hoạt động xúc tiến để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch để làm sao để nâng cao cái giá trị cho sản phẩm. Bên cạnh những cái hoạt động truyền thống như trước đây chúng tôi vẫn làm, thì hiện nay chúng tôi đổi mới các hình thức, đặc biệt đưa các cái ứng dụng cái nền tảng số vào trong cái quá trình hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại để nâng cao cái giá trị và kết hợp nhiều các loại hình xúc tiến, thì từ đó thì để tránh được cái tình trạng được mùa mất giá và nâng cao cái đời sống cho bà con nhân dân. Còn tại tỉnh Lào Cai, tận dụng lợi thế về điều kiện thổ nhưỡng, diện tích mận tập trung ở các huyện như Bắc Hà, Sapa, Simacai trong nhiều năm qua, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển các vườn cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, trồng và sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy trình sản xuất hữu cơ theo hướng an toàn và bền vững, thân thiện với môi trường, đã góp phần đưa trái mận Lào Cai tăng cả về diện tích và sản lượng. Cùng với đó, việc đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm gắn với du lịch trải nghiệm, các tuần lễ kết nối tiêu thụ nông sản hàng năm đã góp phần quảng bá cho sản phẩm mận. Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Lào Cai cho biết, năm nay để hỗ trợ cho người dân trồng mận, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh đồng bộ các giải pháp xúc tiến tiêu thụ hiệu quả cho loại nông sản đặc sản này. Đối với sản phẩm mận Tam Hoa của Lào Cai thì có cái đặc thù là nó vào chính vụ, sản lượng nó vào tầm khoảng từ 1.200 đến 1.500 tấn. Thế thì từ đây thì là cái việc mà hỗ trợ để tiêu thụ sản phẩm này, trung tâm cũng đã triển khai rất nhiều giải pháp. Thế và trong đó là có một cái nội dung là từ việc của chính quyền địa phương, của tỉnh đã chỉ đạo tổ chức những cái lễ hội để giới thiệu những nội dung này. Theo chúng tôi nắm bắt thì đến cái thời điểm hiện tại thì đến 80% cái cơ sở và những cái hộ gia đình ở Bắc Hà thì đều đã có những cái hợp đồng và đều đã có những lượng khách hàng của các tư nhân đặt mua tại vườn. Xuất phát từ vai trò quan trọng của cây mận đối với phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo sinh kế của người dân vùng cao, việc bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm mận quả tươi và sản phẩm chế biến từ quả mận tươi sẽ là cơ sở phát triển bền vững chuỗi giá trị dựa trên xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận đã đạt được, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm giá trị gia tăng và thu nhập cho người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, phân phối tham gia trong chuỗi giá trị mận hậu sẽ góp phần duy trì và nâng cao danh tiếng sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người dân.